Nền kinh tế Trung Quốc đang dần chuyển đổi sang hướng được dẫn dắt bởi tiêu dùng. Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dự đoán, thì tăng trưởng tiêu dùng của nước này sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay. Mặc dù tăng trưởng tiêu thụ của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay so với một năm trước đó giảm 1,7%, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Fang Aiching, mức giảm vẫn nằm trong phạm vi cho phép và tiêu thụ đã trở thành động lực đóng góp 60% vào tăng trưởng kinh tế. Mặc dù sức tiêu thụ có giảm và bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế, nhưng tôi cho rằng điều đó là hợp lý khi cho thấy cơ cấu công nghiệp đang dịch chuyển và tiêu thụ đang bước vào một giai đoạn mới. Dựa trên các số liệu của quý 2, ông Fang dự đoán tăng trưởng tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng. Xem xét các số liệu tháng 4, tháng 5 và tháng 6, chúng ta có thể thấy tiêu dùng đang tăng trở lại. Vì vậy, chúng tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại. Bên cạnh đó, 19% số vốn nước ngoài đã được dùng cho các thương vụ mua bán sáp nhập, trong khi con số này năm ngoái không tới 5%.